Chào quý vị và các bạn, đây là những cây mít giống ruột đỏ lá bầu Indonesia, và hiện tại thì chúng tôi còn khoảng 6-7 ngàn cây đang bán thanh lý. Và cây chúng tôi đang có thì có cả gốc lớn và gốc nhỏ, và chúng tôi bán thanh lý với giá từ 5-6 nghìn một cây, và chỉ bán số lượng lớn chứ không bán lẻ. Bán lẻ thì giá cao hơn. Và đây là những cây nó bị rụng lá chân, nghĩa là nó bị hơi quá lứa một chút, nhưng mà những cây này thì vẫn trồng bình thường với giá chỉ từ 5.000 đồng một cây thôi. Và các bạn cần mua thì hãy gọi tới số điện thoại 0356 135 729. Và chúng tôi bán có giao hàng theo quốc lộ bằng xe tải, có cung cấp cho người trồng và cả cho đại lý bán lại. Chúng tôi có cả mít ruột đỏ lá bầu Malaysia và mít ruột đỏ sơ đỏ, mít ruột đỏ lá bầu Indonesia và mít ruột đỏ sơ đỏ của Malaysia. Rồi các bạn cần mua thì hãy gọi tới số điện thoại 0356 135 729. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.